Hôm nay thì công ty thì dùng máy tốt, chúng tôi giới thiệu các bạn sản phẩm HH504, máy dán cạnh Đài Loan nhé. 5 chức năng. Đấy. Máy móc rất chi là chắc chắn, khỏe, lên xuống bằng điện nhé. Đánh bóng này. Bộ phun dung dịch nhé. Lắp bộ phun dung dịch có 3 cái lò hải phòng. Boiler này. Cạo cạnh trên dưới này. Cắt đầu đuôi này. Ra vào ván này. Đầu keo rất chi là to nhé. Bình dầu, bơm dầu tự động nhé. Chế độ nhá, chậm này, nhanh này, chậm vừa nhanh này, đấy. Đây, bàn trượt này, đấy, đấy.